Xin chào toàn thể quý cô bác và anh chị, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của An Nông. Thì hôm nay An Nông lại có mặt ở thôn Thẩm Cang, chỗ thôn của em Dế nhé các bác nhé. Thì cũng hôm nọ có cô Ngọc ở Liêm Chiểu, Đà Nẵng gửi cho một túi quần áo. Thì hôm qua An Nông cũng cho một bỏ ra hai túi cho họ rồi, còn vài túi tư bóng nhé. Thì anh ông sẽ chuyển lên trên này cho ba chị em một cô cha mẹ không có bố không có mẹ nhé các bác nhé, ở với một bà 50-60 tuổi gì đấy. Thì cười đi, anh ông sẽ chuyển cái áo này đi lên trên đấy, nếu mà có quần áo nữ thì sẽ lấy cho các em các cháu ở đấy, còn cái quần áo của nam ấy thì anh ông sẽ chuyển cho các cái nhà khác, vì cái thôn này là toàn là hộ nghèo các bác ạ. Một thôn hộ nghèo hôm nọ nếu các bác để ý video ấy, thì nghe nghe trưởng thôn nói là 100% là hộ nghèo các bác ạ. Rồi, xin mời quý cô bác và anh chị tiếp tục theo dõi video và đồng hành cùng An Nông. Đi mua mà bỏ luôn cao chỉ ca mua là lò hơn đi mua. Ôi ơi ơ đúng mà. Ô. Nhớ chưa? Chào các cháu nhé. Ai à, hôm nọ ai mua cái này cho từ từ. Để cho phút. Ừ. Đây cái lấy áo ra để xem nào. Có áo mặc không? Hả? Một khăn giả chứ mua. Chị mua nè. Chị mua. Bố ạ. Ồ đây là con gà Tết à? Ở chia là? Ở can đủ nọ. Can đủ nọ. Can đủ bấy cháu nè, chị đã ở bấy cháu lọ. Can đủ bấy cháu từ lọ. Nè chị tao ở là. Chị chiến ngay. Ồ. Mà có được bóng mới sẽ có được. Thế thì bao đủ nè. Chọn cái áo nữ cho ba cháu ở đây xong là còn lại thì anh ông sẽ mang đi cho nhà khác các bác ạ. Ở đây là ba chị em, đây đây. ba chị em gái, chị đi đâu ít tuổi mỗi tuổi là có ba chị em gái ở một cái nhà này với một bà này các bác ạ. Xem nào, cái nào quần áo nữ thì bỏ ra. Ô, cái này toàn nam thôi. Do cho con này lọ. Chị tao rốt tốt ta nè. Xem nào. À đây đây là nữ này. Nữ này. Xem đây cũng nữ này. Đấy. Xì xay. Con chào. Tuấn đi hu đi chào nào. Tuấn đi mì. Con nào xì xay? Hủ chú. Tàu dung ơ. Đây là quần áo của cô Ngọc ở Đà Nẵng gửi cho. Cái thôn này là nghèo nhất, hôm nọ ở nhóm bên kia thì anh ông đến phát thì nhóm bên kia cũng được quần áo rất là nhiều nên nhóm bên này chưa được quần áo. Hôm nay lại mang ra để cho mấy ba cháu một côi. Xem nào. Hả? Đây cũng là nữ này, cho ba cho nhà này hết.
Nhà này hôm nọ cũng mình phát ở bên kia nên là cả cả à, cái này nam rồi cho nên chín anh na ní thế nào, cái này cũng là nữ cho hết nhà này, ba chị em một chị đi chơi rồi. Na sử sách hồ chủ. Đây thì ba cháu này cũng rất là nghèo các bác ạ. Còn một túi quần áo nam anh ông sẽ mang xuống dưới này để cho mấy nhà, một nhà ở dưới này, bởi vì là ở đây thì toàn nữ nên là cho nên lấy một túi này nữa đi, lấy túi này đi ký cho nhà dưới đi đúng không nho hò bởi vì là cái ba cháu ở đây thì không biết nói, đặc biệt là không biết nói tiếng Kinh nhé các bác nhé, không được đi học. Nếu các bác để ý cái phim, cái thước phim trước thì là cái độ tuổi của các em thì các bác biết. Đây là có một em là chị cả là 12 tuổi nhà đứa trước nói 14 à, xong là Mỹ không phải cả đâu, đứa này 2, chị cả đi ấy rồi đi. Thì anh ông lại tiếp tục đi nhà khác các bác ạ. Đi xuống như này xem nhà nào nghèo nhất thì cho. Đi. Ở dưới kia hình như là có một cái nhà rất là nghèo. Đi còn đang mang xe xuống dưới luôn đi. Để mình đi tất cho. Cái thôn này là một cái thôn là nghèo nhất các bác nhé, thôn nghèo nhất xã. Đất ít, diện tích đất nông nghiệp không có. Nhà nào cũng như nhà nào các bác ạ. Nhà này này. Không có nhà nào được đấy. Có mấy con. Em có mô hình đào sùng à? Có trào sùng. Nó chơi đi mô hình đào tủ nhá. Ôi cái nhà này cũng hoàn cảnh lắm. Nên một khăn chờ chị mua. Hả? Chào na chị cháu. Hả? Hả? Chị yeah. Ui ui thịt treo này. Nhà này còn có thịt treo ở đây này. Nhà bé bé nhưng có thịt treo. Mung nhau pa lung. Nga mà.
Nhà này chắc là nhà có tôm bò là hả? Tôm bò có nay tôm bò là tu cái hàng ở nhà lọ chia là mò nhớ hôm nay mò nào tu sa tu nhau nó chơi đi. Ôi ô bảy người ở một cái nhà bé bé như này. Con này có chi nè hả tụi mỏ, con này có chi nè này chi bông tà là ừ. Công an đã xuống này chi bông hả lớn đi mà so lớn đi mà hả có to nhá hơn đi là có nhớ từ lọ ừ nhớ lúc phim một bó thả là chú chi ó có gì không có rồi tới đi anh đào xuống là mấy xuống mấy nhỏ này chúng mới nhỏ nó bé xuống một chỉ mới nhỏ mà ở chợ ô lô chỉ bố ô nhá chỉ bố ô mới nhỏ nhá này anh bảo này đây là quần áo đâu mấy đứa nữa đâu à cho một tụi ta là một con đâu bắt luôn vì có nhau nên một cái chip bao này vào đây này anh cho mấy bộ quần áo ở đây có 7 người các bác ạ nhau nên nhau nên mua xà tù ừ có tù bao mua từ à nhập luôn thế thì đây cho 2 túi quần áo ở đây cho hay là cái nhà hôm nọ bảo 6 người đi học kia nhỉ phải không hôm nọ họ đón đi kìa hả gió lớp tò mùn giả ú là món hôm nào tù mù lớp tù mù nhau lớp trên đi ừ nhìn đi son là tù nhau đi ờ à thế là hôm nọ cái hoàn cảnh này là có người đón đi 4 người nhìn đi cho hắn đào tù nhau đi có chỉ mua là tuần nhau hắn đi tàu pê xuống một chỉ tấm mâm nhỏ nhìn đi mua hắn đào xuống có tàu có cặp lóc xuống có tô hơn đi là ôi dô có xuống to hơn đi to ở nhà hơn đi là kìa 12 tuổi đấy về đây làm dâu rồi chắc sớm quá hỏng rồi 3 năm đã được 3 năm mà không có con thế nào 10 à đâu bây giờ 16 tuổi nhỉ 16 tuổi thì là 13 tuổi 13 tuổi đã về đây làm dâu rồi 13 tuổi về đây đến bây giờ 16 tuổi mà chưa có con khiếc chỉ mua mấy nhỏ như chỉ la nhỏ là có tổ ba môn đã xuống
có cho xuống con nhau lông phim con có bố mẹ à? Con à chứ mà nhật chi là có to như do vào chân cho như thế hả hả giờ chân cho như thế sẽ như thế lìa tà ba chỉ một mi nhỏ như thế chỉ bao o là chỉ bao o mi nhỏ đi ra ngoài đi ra ngoài rồi đi về rồi anh về nhá. Thế thì vừa nãy bảo không biết nói tiếng Kinh hả? Rồi đi về đi, khả năng là cái thước phim sẽ được dừng đây các bác ạ. Cũng quần áo thì cũng hồi nãy cũng mang cho bốn cháu ở trên kia rồi. Anh ông sẽ dừng ghi hình cái thước phim ở đây. Nếu quý cô bác quý mến anh ông thì cho anh ông xin lượt chia sẻ và bấm đăng ký rung chuông để ủng hộ anh ông, để anh ông có động lực để tiếp tục trên con đường thiện nguyện giúp bà con nghèo vùng cao. Và xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác video sau.